tinh thần của xã hội, thể hiện trình độ phát triển chung của một đất nước, một thời đại là lĩnh vực sản xuất tinh thần tạo ra những giá trị văn hóa. Những người hoạt động văn hóa đã bám sát 5 quan điểm chỉ đạo cơ bản, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn bản lề của lịch sử phát triển đất nước. Văn hóa nó trở thành là mục tiêu động lực của sự phát triển. Nó là cái hệ điều chỉnh của sự tiến bộ của đất nước. Và phải làm sao cái nền văn hóa chúng ta phải đậm đà bản sắc dân tộc. Thì tất cả những cái tư tưởng đó nó chính là từ cái vận động văn hóa của nước nhà nó đặt ra cái yêu cầu như vậy. Nhưng đồng thời cũng là tiếp thu những cái tư tưởng tiến bộ của loài người vào những cái năm cuối của thế kỷ. Thế thì tôi rất là phấn khởi vì đấy là một cái nghị quyết cũng đã nhanh chóng được toàn đảng hưởng ứng, và cái phong trào vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đấy hiện dần đã thấm vào ở các nơi. Thì cho đến hôm nay đấy thì những cái tư tưởng đó vẫn là những tư tưởng hết sức cốt lõi cho cái quá trình xây dựng văn hóa nước ta trong những cái năm đầu thế kỷ 21 này. Văn hóa hiểu theo cách tiếp cận trong thế giới hiện đại là một lĩnh vực rộng lớn, phong phú và đa dạng, thuộc đời sống tinh thần của xã hội và con người. Cốt lõi của các giá trị văn hóa là hệ tư tưởng, phản ánh lợi ích giai cấp dưới hình thức lý luận và mang bản chất giai cấp định hướng những chuẩn mực giá trị của cộng đồng. Văn hóa là hệ điều tiết của sự phát triển. Tiên tiến, nhưng không xa rời cốt cách bản sắc dân tộc. Hội nhập nhưng không hòa tan, bởi văn hóa là thẻ căn cước của một quốc gia, là giá trị định vị dân tộc. Dựa trên quan điểm người người làm văn hóa, nhà nhà làm văn hóa, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được ngành coi trọng trên cả 3 lĩnh vực: xây dựng phong trào, xây dựng bộ máy và xây dựng thiết chế văn hóa. Các hoạt động lễ hội, liên hoan, thông tin lưu động, hội diễn văn nghệ quần chúng được tổ chức rộng khắp, ngày càng sâu đậm bản sắc dân tộc. Lễ hội Đền Hùng, Dỗ Tổ Hùng Vương trải qua gần 30 năm nghiên cứu, vận dụng và thực tiễn với tất cả các quy trình lễ thức cần có của một lễ hội cấp quốc gia. Liên hoan, tiếng hát làng Sen trở thành nếp sinh hoạt văn hóa sinh động. Phong trào xây dựng làng văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi, có tác động tích cực lẫn nhau, hình thành nên môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, tạo tiền đề cho phong trào xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua yêu nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã phát triển sâu rộng, phát huy tinh thần thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua. Trong 4 năm, từ năm 2011 đến năm 2014, nền văn hóa Việt Nam đã có thêm 357 nghệ sĩ ưu tú, 74 nghệ sĩ nhân dân, trao tặng 130 giải thưởng nhà nước, 13 giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, 29 đơn vị và cá nhân được trao tặng huân chương độc lập, 7 huân chương Hồ Chí Minh. Hàm lượng tri thức trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cũng góp phần làm nên sức mạnh nội sinh của nền văn hóa Việt Nam trong việc nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm, phác thảo chiến lược phát triển văn hóa trong thời đại toàn cầu hóa với phương châm văn hóa là đổi mới là văn hóa. Trong toàn ngành đã có thêm 16 nhà giáo ưu tú, 2 nhà giáo nhân dân, hàng ngàn cán bộ khoa học đạt học hàm, học vị, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Điểm nổi bật của bản sắc văn hóa Việt Nam là tinh thần yêu nước, ý chí dựng nước và giữ nước nảy sinh và phát triển trên nền tảng xã hội Việt Nam, bao gồm 3 yếu tố cổ truyền: nhà, làng, nước. Một trong những sắc thái biểu hiện mang tính đặc thù là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã được linh thiêng, tâm linh hóa. Các vị thần thánh được thờ ở các ngôi đình, đền, phần lớn đều là những nhân vật lịch sử,
những người có công với dân với nước. Mỗi gia tộc dòng họ người Việt đều thờ cúng tổ tiên. Cả dân tộc đất nước có quốc tổ Hùng Vương, tưởng nhớ người khai quốc. Để rồi người Việt chúng ta có ngày tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Trong mọi sinh hoạt của văn hóa làng, cộng đồng coi trọng phép ứng xử, trọng tình thương và đạo lý. Các nguyên tắc sống, thương người như thể thương thân, bầu ơi thương lấy mí cùng, nhiễu điều phủ lấy giá gương. Đạo lý uống nước nhớ nguồn đều trở thành chuẩn mực ứng xử của cộng đồng. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể là loại tài sản quý giá không thể tái sinh và không thể thay thế, nhưng rất dễ bị biến dạng do tác động của các yếu tố ngoại cảnh. Công tác bảo tồn và trùng tu di tích chính là hoạt động nhằm giữ gìn ngọn lửa truyền thống, thổi sinh khí cổ truyền và hiện đại, để cho cổ truyền không bao giờ xưa cũ mà luôn luôn tươi mới và có vị trí xứng đáng trong đời sống đương đại. Ngày 6 tháng 5 năm 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho ông Hồ Khanh, người phát hiện hang động Sơn Đòn, và ông Howard Limburg, chuyên gia thám hiểm Hoàng gia Anh, người có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu và quảng bá hệ thống hang động ở Di sản Thiên nhiên Thế giới, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hai người mang hai quốc tịch khác nhau, nhưng nếu không có ý thức công dân trong việc gìn giữ và bảo vệ di sản, một hệ thống hang động kỳ vĩ nhất thế giới sẽ chưa biết đến bao giờ được biết tới. Có thể coi đó là một bài học về vai trò của con người trong việc bảo tồn di sản. Khởi nguồn cho sức mạnh của nền văn hóa Việt Nam là sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc. Ngày 17 tháng 11 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 19 tháng 4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Các dân tộc, dù cùng hoặc không cùng một nguồn gốc sinh ra, có sự khác nhau về tâm lý, phong tục, tập quán, thì đều là người trong một nước, con trong một nhà, vận mệnh gắn chặt với nhau. Các dân tộc nước ta luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Mỗi dân tộc anh em có những giá trị và sắc thái văn hóa riêng từ lâu đời, phản ánh truyền thống, lịch sử và niềm tự hào. Gia đình là tế bào của xã hội. Với ý nghĩa cao đẹp, ngày 28 tháng 6 là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Hiếm gia đình nào có đến 8 người con đều là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên đại học, như gia đình cố giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân. Người đi trước dìu dắt người đi sau, đều chọn nghề làm thầy cao quý, đó là thầy giáo và thầy thuốc. Họ đã xây đắp nên hình mẫu một đại gia đình hiếu học, tài hoa, chuẩn mực. Quá trình hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa có khả năng tạo ra những biến đổi về diện mạo, đặc điểm, loại hình văn hóa, tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống xã hội và công chúng hưởng thụ văn hóa. Việc xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam, tổ chức những ngày văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và những ngày văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đã góp phần tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh một đất nước thân thiện, cởi mở, một điểm đến của thiên niên kỷ để khám phá ra những vẻ đẹp Việt Nam còn đang ẩn giấu. Từ tháng 6 năm 2006,
đồng chí Lê Doãn Hợp làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Ngày 31 tháng 7 năm 2007 đánh dấu một bước phát triển quan trọng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được thành lập. Đồng chí Hoàng Tuấn Anh làm Bộ trưởng theo nghị quyết số 01/2007 của Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trên cơ sở sáp nhập Tổng cục Du lịch, Ủy ban Thể dục Thể thao, tiếp nhận phần quản lý nhà nước về gia đình từ Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em. Từ khi thành lập lại bộ cho đến nay, toàn ngành đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, hoàn thành việc xây dựng các đề án, dự án triển khai thực hiện nghị quyết 23 ngày 16 tháng 6 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, nhằm xây dựng phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có các thế hệ nối tiếp nhau vững chắc, có tình yêu tổ quốc nồng nàn, gắn bó sâu sắc với nhân dân, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, có năng lực sáng tạo phong phú đa dạng, đoàn kết gắn bó cùng phát triển trong cộng đồng các dân tộc anh em. Bên cạnh đó, lãnh đạo bộ cũng đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển văn hóa, chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam, đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc của Việt Nam, quy hoạch phát triển thể dục thể thao, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, triển khai thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình. Từ nhận thức sâu sắc nội hàm của văn hóa và vai trò của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, Nghị quyết Trung ương 33 khóa 11 ngày 9 tháng 6 năm 2014, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với các đặc tính cơ bản, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng, phát triển hài hòa kinh tế và văn hóa, cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. Xây dựng con người, yếu tố gốc để phát triển văn hóa, tăng cường sức mạnh mềm của một quốc gia. Ở Việt Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, một đô thị di sản ấm áp trong không gian của một thời xưa cũ, đặc trưng góp phần làm nên linh hồn Hội An là chiều sâu của văn hóa. Tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy được xây dựng trên mảnh đất của gia đình ông Lâm Văn Bảo. Ông cùng một số cựu tù Phú Quốc sưu tầm đưa về hơn 3.000 hiện vật và hình ảnh trưng bày. Bảo tàng còn là nơi để các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về một thời hoa lửa và thắp nén hương tri ân những đồng đội năm xưa. Ông Bảng cùng các đồng đội làm nên một thiết chế văn hóa bằng trái tim nhân hậu của mình. Mà nếu là người hoạt động văn hóa chuyên nghiệp, họ sẽ phải mất nhiều thời gian, tiền bạc mới thực hiện nó. Trong thời đại ngày nay, xây dựng và phát triển văn hóa một cách bền vững phải bắt đầu từ con người, từ đó tạo dựng nên một hệ giá trị vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa mang theo giá trị tư tưởng của thời đại, vừa là sự sáng tạo không ngừng nghỉ trong tư duy và trong phương cách ứng xử con người với con người. Văn Cao, tác giả quốc ca. Trần Văn Cẩn, người sáng tác quốc huy. Nhà văn hóa Vũ Khiêu, nhà văn hóa Hữu Ngọc, nhà văn hóa Trần Văn Khê,
và bao nhiêu nhà văn hóa tài danh khác. Suốt cuộc đời, trải qua mọi cơn sóng bão thời cuộc, theo đuổi mục tiêu cao cả sáng tác, nghiên cứu, phát huy và tôn vinh văn hóa Việt Nam. Những con người ấy là chân dung văn hóa của một thế hệ dâng hiến đẹp và trong sáng đến kỳ lạ. Đất nước đã vượt qua chặng đường 30 năm đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những giá trị mới về văn hóa mang tính thời đại, tiến bộ và nhân văn cũng đã xuất hiện và giàu sức lan tỏa tới cộng đồng các quốc gia, dân tộc. Sự phát triển con người đạt tới tầm mức cao hơn, khoa học hơn, trí tuệ hơn. Vì vậy, việc tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về văn hóa và con người, hình thành nên hệ giá trị chuẩn mực về con người Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh là vấn đề quan trọng liên quan tới nhận thức của chúng ta về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển. Cùng với toàn đảng, toàn dân, với chức năng, vai trò, vị trí của ngành văn hóa, thì chúng ta góp phần nâng cao cái vị trí, vai trò của văn hóa trong toàn xã hội. Chúng ta đã tham mưu với chính phủ, với quốc hội, ban hành hàng loạt cái luật liên quan đến kể cả văn hóa, thể thao, du lịch. Chúng ta đã giữ gìn và phát huy các giá trị di sản, văn hóa, nhiều lễ hội được phục dựng, bảo tồn và đáp ứng một cái phần cái nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Các cái thiết chế văn hóa cũng như việc xây dựng cái môi trường văn hóa được chú trọng hơn. Và cái thành tựu cuối cùng là đảng ta đã khẳng định rằng đặt văn hóa ngang hàng với chính trị, kinh tế và xã hội. Vào những năm đầu tiên của thế kỷ 21, sự phát triển nội sinh của nền văn hóa Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải xây dựng chiến lược phát triển văn hóa mới, mang tầm nhìn xa hơn, hướng tới tương lai. Văn hóa Việt Nam, một trong bốn bộ phận chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội cấu trúc nên nền tảng quốc gia. Văn hóa là thước đo trình độ phát triển của một xã hội, là nhịp cầu hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc, là ánh sáng soi rọi con đường đi tới mai sau. Với đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang ra sức xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa thật sự là nền tảng tinh